Và cảm nhận ở đây là anh chỉ vì đồng tiền quá nhiều mà anh đánh đổi hết tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu. Nếu mà theo em là một người đàn ông, thì cho dù có khó cấp mấy, có khổ cấp mấy, em cũng sẽ đồng hành với cái người mà đầu ấp chăn gối với em từ khi em không có gì. Em sẽ cố gắng bằng mọi giá, mọi cách em sẽ đi vay mượn hết tất cả mọi nơi để em có đủ cái số tiền đó để mà em lo cho mẹ của em. Và em sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Em, nếu em là người đàn ông thôi, còn bây giờ chứ em là người phụ nữ em mới nói như vậy. Thử em làm đàn ông đi rồi em hiểu. Xin thưa rằng làm đàn ông đi rồi mới biết giây phút này là giây phút. Chữ hiếu nó nặng như thế nào. Và chữ tình đối với đàn ông, đôi khi trong lòng một số người đàn ông, một đêm, hai đêm, ba đêm hay một vài tháng, đôi khi cũng có người sẽ đánh đổi vì những điều cao cả hơn. Tùy vào đối phương. Còn nếu như bạn nghĩ rằng bạn đủ thời gian trong lúc khó khăn, trong lúc cấp bách nhất, bạn vẫn đủ thời gian để đi tìm kiếm một món tiền nào đó cứu chữa cho mẹ mình, thì bạn cứ đi tìm. Nhưng trong trường hợp này đặt ra, tôi hiểu vì sao nữ chính muốn đưa một tình thế là bệnh hiểm nghèo. Bệnh hiểm nghèo là căn bệnh nếu để càng lâu, tỷ lệ cứu sống càng ít. Người đàn ông vì cứu mẹ mình mà đưa ra một quyết định như thế thì chúng ta cũng không có quyền đả kích anh ấy. Chúng ta không có quyền vì đó không phải là chuyện của mình. Phải không ạ? Dường như bạn không đồng tình. Tại vì sao? Mời bạn. Theo quan điểm và cá nhân của em á, em thứ nhất là em chia sẻ quan điểm cá nhân của em không đồng tình với điều đó. Tại vì sao? Tại vì nếu một người đàn ông khẳng định là họ làm được điều đó thì khẳng định họ không có bản lĩnh. Và em khẳng định luôn cái điều đó là cái điều hoàn toàn sai. Bạn cứu mẹ bạn bằng cách nào? Tôi đặt câu hỏi cho bạn ngay bây giờ. Nếu trong vòng một ngày bạn không kiếm đủ 1 tỷ để cấp cứu liền cho mẹ bạn trong căn bệnh đó thì mẹ bạn sẽ mất. Vay nóng. Vay nóng ở đâu ra? Bạn có cái gì để vay nóng? Có tất cả, còn nếu không thì cắt thận của em ra, có thể vay nóng được. Thận của bạn đủ vay nóng một số tiền lớn như vậy? Bạn nghĩ thận bạn có giá trị quá. Tất cả mọi, nếu chỉ cần có 1 tỷ thôi, em khẳng định nếu như mà còn 10 tỷ em vẫn có cách được một vay nóng một cách nhanh nhất luôn. Đó là do bạn chưa rơi vào tình huống đó. Ai chúng ta cũng dễ dàng khi đứng ở ngoài cuộc và nhìn nhận người trong cuộc. Tôi chỉ muốn lên tiếng nói của mình để khi chúng ta không phải là người trong cuộc, chúng ta đừng phán xét lựa chọn của một người nào đó. Tại vì chỉ có họ mới biết họ đang rơi vào tình thế như thế nào. Chỉ có họ mới biết họ dám đưa ra quyết định, họ dám chịu trách nhiệm với quyết định của họ. Có thể trong mắt mình là sai, nhưng chưa chắc trong mắt người khác cũng sai. Thế thôi. Đó là lý do tại sao khi mà chúng ta sẵn sàng lên tiếng, những cái nào quá xấu, không còn cách nào để nói nữa, chúng ta có quyền đả kích. Nhưng với những lựa chọn trong lúc đường tơ kẻ tóc hiểm nghèo thì chúng ta nên để cho người trong cuộc lựa chọn theo ý kiến của họ. Ở đây Hiếu không nghiêng về cách giải quyết nào cả. Tại vì đây là một trong những câu hỏi tình huống khá là mở và cụ thể, dồn ép chúng ta đến đường cùng. Nhưng mà có xảy ra trong cuộc sống hiện đại? Có không ạ? Có nhiều nữa là đằng khác. Thậm chí tôi biết có những người bạn của tôi vì cứu một ai đó đã làm điều đó. Nhưng rồi thì sao? Chúng ta đã kích bạn ấy và bạn ấy cứu một ngân mạng khác à? Tôi không cổ suý, nhưng tôi cũng không đã kích vì thứ mà anh ta đã làm đã đánh đổi được một mạng sống. Thế thôi, đó là suy nghĩ của tôi. Còn bây giờ, với câu trả lời của bạn, mời bạn về vị trí của mình để đợi kết quả. Thưa quý vị, đây rõ ràng là một trong những câu hỏi khiến cho các chàng trai, nếu thật sự yêu thương mẹ mình,
sẽ phải đắn đo suy nghĩ. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc rồi, không phải là một tình thế để chúng ta có quá nhiều thời gian để suy ngẫm. Cho nên mỗi chàng trai đã đưa ra lựa chọn giải quyết cá nhân theo góc nhìn của mình, theo tư duy của mình. Ai cũng đúng cả, và thậm chí nếu sai thì ai cũng có cái sai hết. Vậy thì liệu rằng nữ chính cảm thấy câu trả lời nào phù hợp hơn? Đó là quyền quyết định của nữ chính. Thời gian hội ý dành cho các bạn bắt đầu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.